Đây là một bồn chứa nước sinh hoạt gia đình lâu năm không vệ sinh, bị bám rêu mốc, sáo khuẩn và trùn, làm cho ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt hàng ngày của gia đình như nấu ăn, tắm rửa, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe rất cao. Vì vậy, vệ sinh định kỳ bồn chứa nước là rất cần thiết để bảo đảm sức khỏe và chất lượng nước sử dụng. Dịch vụ vệ sinh bồn chứa nước sinh hoạt gia đình mang đến giải pháp hiệu quả để đảm bảo nguồn nước sạch và an toàn cho sức khỏe. Quy trình vệ sinh bao gồm kiểm tra, loại bỏ cặn bẩn, rêu mốc, sáo khuẩn và các tạp chất trong bồn chứa. Vệ sinh bồn nước không chỉ giúp cải thiện chất lượng nước mà còn kéo dài tuổi thọ của bồn chứa, mang lại sự yên tâm cho gia đình trong việc sử dụng nước hàng ngày. Liên hệ ngay qua số điện thoại 0933629226 để được tư vấn và báo giá. Dịch vụ vệ sinh bồn chứa nước sinh hoạt gia đình mang đến giải pháp hiệu quả để đảm bảo nguồn nước sạch và an toàn cho sức khỏe. Quy trình vệ sinh bao gồm kiểm tra, loại bỏ cặn bẩn, rêu mốc, sáo khuẩn và các tạp chất trong bồn chứa. Vệ sinh bồn nước không chỉ giúp cải thiện chất lượng nước mà còn kéo dài tuổi thọ của bồn chứa, mang lại sự yên tâm cho gia đình trong việc sử dụng nước hàng ngày. Liên hệ ngay qua số điện thoại 0933629226 để được tư vấn và báo giá.